trở lại với kênh YouTube của Ngũ Nguyễn nha. Hôm nay thì Ngũ Nguyễn trở lại tiếp tục lên tiếp để báo giá xe cho chị các bạn ở ở đây là đường số 5 Linh Sinh Thủ Đức, nhưng mà chắc là nó gần với lại cái đường Nguyễn Tri Phương của Giang Bình Dương lắm anh chị các bạn ơi. Cái này khoảng tầm 200m thôi là mình sẽ về đường Nguyễn Tri Phương rồi. Hôm nay thì để coi cửa hàng có những cái dòng xe như thế nào ha. Trước tiên thì bây giờ giới thiệu các bạn trước đã. Bên trái cửa hàng khoảng tầm 400-500m gì đó mình sẽ ra cái cầu vượt Sóng Thần. Còn bên phải cửa hàng mình ra cũng tầm 400-500m gì đó là cái cầu vượt Linh Sơn Thủ Đức ha. Còn hiện tại ở đây thì mình đang đứng tại cửa hàng xe máy Hoàng Anh nha anh chị bạn ha. Thì nói chung chắc là cũng là một trong những cái cửa hàng xe máy rất là quen thuộc trong kênh Ngũ Nguyễn rồi. Đó là địa chỉ đường số địa chỉ 51 đường số 5 khu phố 2 Linh Sơn Thủ Đức. Hiện tại thì mình trước mắt mình thấy là có những cái dòng như là Novo 4 nè, Hayate nè, Ly rồi Quiet, Lit. Bên trong thì có những dòng công tay như là Raider, Satie hay là Sonic, hay cả những cái dòng mà cao tiền, tay ga cao tiền là SH rồi cũng có luôn anh chị ha. Rồi, như cũ quen thuộc thường lại thôi, gặp anh chủ rồi nhờ anh tư vấn giá xe với anh em mình. Rồi, chào ông chủ. Rồi, chào tất cả anh chị em mọi người. Dạ. Nay anh em mình lại lên clip báo giá thì cửa hàng mình nay là có những cái dòng xe nào ra anh chia sẻ cho bạn biết trước cái. Vẫn như thường lệ anh chị em, cửa hàng bên trong bên em thì cũng rất là nhiều loại xe nha anh em. Dạ. Xe từ vài triệu cho tới mấy chục triệu, nói chung là nhiều lắm. Anh chị dạ. Em coi hình nha. SH rồi vô trong em ơi. 155 dạ. Rồi GSX rồi R15. Đây quay cho chị các bạn rồi Winner, cái. Center, nói chung là cũng nhiều nhiều loại nha anh chị em. Dạ. Anh chị em coi. Rồi Novo 5, rồi Saab tùm lum hết nha anh em. Nay là có cả Center 155 luôn nè các bạn. Cái này như xe mới nha anh em. Dạ. Này này quá mới. Cái này 1.900 cây. Có 1.900 hả? Ừ. Đâu quay trước con này cho anh chị các bạn theo dõi cái á. Đây các bạn có 1.900 cây à. Đây, 1965 cây thôi các bạn, khác gì xe mới đâu. Ok ha, bản này bản đặc biệt á, anh em có cái khóa smart key luôn nè. Đây là cái bọc khóa của nó là chưa rớt ra rồi anh em thấy không nè. Ok không? Còn mới tinh luôn. Đặc biệt xe này là giấy phố nha anh em. Dạ. 2021, xe này mua đàn em mua là 58 triệu á, giấy tờ luôn. Dạ. Tại giấy phố. Này giờ bán là 44 năm. Rồi. Này là giấy phố 58 triệu giờ bán 44 năm ha. Rồi giờ còn cho em hỏi thăm tham khảo lại cái vấn đề mà chuyển xe với lại trả góp bên mình cái hiện đi. Tại giờ thì về thủ tục chuyển xe thì bên cửa hàng những cái xe nào mà trên 10 triệu là bao ship cho anh em dạ. Nha. Còn anh em là cửa hàng thì có bớt chút cho anh em. Rồi. Còn những okay xe dưới 10 triệu thì nói chung là báo giá không bớt và đặc dạ. Biệt tiền ship là bên khách hàng chịu luôn. Rồi. Còn trả góp thì chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu. Đó, vẫn anh em không dính nợ xấu thì cứ vậy làm góp tại cửa hàng nha anh em. Rồi. Những cái dòng xe mà tầm 30-40 triệu gì đó thì mình đưa trước nhiều không để mà mình lấy xe? Xe tầm 30 triệu thì anh em đưa trước 2 triệu. Còn xe mà 40 triệu thì anh em đưa trước tầm 5-6 triệu gì đó. 40 triệu đổ lên. À. Rồi. Còn như chiếc này thì anh em đưa tầm 5 triệu đi. Còn lại là ngân hàng cho góp. Rồi. Còn tầm 30 triệu quay về thì mình cứ đưa tầm 2-3 triệu là được ha. 2 triệu thôi là cũng được rồi anh em. Hay là hôm nay mình quay cái hàng cung tay trước cho anh em nha. Rồi, em thấy bên đây có con F210 không? Không, cái này là xe xuống áo 212 xuống áo 2010. Thấy nếu anh em mình nhìn sơ qua tưởng nó là 2010 luôn đó nha. Đó. Như chiếc xe này thì máy móc riêng nha anh em. Dạ. Có anh chị em coi hình. Nói chung cũng tương đối sạch sẽ. Dạ. Giá nó cũng dễ thương nha anh em, 18 triệu. 18 triệu anh em nha. Nào mà rút hồ sơ sang tên thì thêm 1 triệu nữa nha anh em. Máy móc đồ riêng không anh? Máy móc riêng em. Rồi ha, ok nha. 212 xuống áo hàng 10. Đó, số là 61E124410 nha anh em. Đây anh em sẽ thể nhìn những cái lốc mình sẽ biết được đời 212 mình xuống hàng 10 ha. Để nổ máy anh em nghe thử coi sao. Này có bốc bô, móc bô luôn ha anh. Đúng, có móc bô nha. Rồi. $18 triệu. Vậy cái này mua góp và đưa trước anh 2 triệu chắc được ha. Đúng rồi, đưa 2 triệu. Rồi. Còn mua góp thì anh chị các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề mà ra tên này kia thì chắc chắn là sẽ phải ra tên chính chủ rồi đúng không? Bắt buộc. Dạ. Còn anh em mà mua tiền mặt thì nếu mà có nhu cầu muốn ra tên thì bên cửa hàng vẫn hỗ trợ luôn. Đó thì anh em yên tâm vấn đề đó ha. Còn chi phí rút góp hay ra tên thì đó là do bên mua phải chịu rồi, đó là nhu cầu của mình. Rồi, còn con kế bên con này là con đời nào đây anh? Con này là 214. Máy móc zin, dùng là xe này có giòn lại nha anh em. Máy móc riêng. Ừ. 3871-29764 nha. Rồi. Rồi, gói qua chi tiết 18 triệu nha anh em. Cũng là 18 triệu luôn nè. Con này là có đi bắt cú nha anh chị ha. Nói chung là những cái dòng này Center 135 mà giờ nếu mà chiếc xe nào mà chưa có bắn thuốc mà được mới như chiếc xe này á thì giá nó trên 30 không? Nó dạ. Làm vậy, còn mấy xe này có bắn thuốc lại sạch sẽ. Dạ. Rồi giá 18 triệu đồng.
Nếu mà anh chị các bạn là cửa hàng là sẽ còn sẽ giảm chút đỉnh cho anh chị đúng không? Chút chút săn cồi cho anh chị em vui rồi, về nha. Ok anh, quay chi tiết coi giùm anh cái nha. Biển số 38 Hà Tĩnh nha bạn, 38B1-29764 nha. Rồi, còn như xe bên cửa hàng mình bảo hành, cái thời gian bảo hành nó sẽ là thời gian bảo hành thì anh chị em yên tâm, với xe cửa hàng mà nó bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm nha anh chị em. 6 tháng đến 5. 6 tháng 1 năm. Rồi ok. Còn xe nào báo rin là rin rất là rớt nha anh chị em. Dạ. Con này máy con rin không? Con này máy rin. Dùng bao chứ ẹt, dùng là đa số là cửa hàng á. Nếu mà xe không thông báo chứng tỏ là máy rin, còn xe nào rớt thì báo rớt. Rồi. Hiện tại vàng này toàn máy rin không? Không có rồi. Trong quá trình quay mà con nào máy đã rớt thì anh chia sẻ với các bạn biết luôn ha. Đúng rồi. Rồi, kế bên là con 135 luôn các bạn ơi. Cái này 23. Cầm rơm là xuống bánh chỉ rồi ha. Đời 23 biển Thanh Hóa 3613 79908. Nổ máy cái luôn anh em nghe nè. Rồi, cái này bán êm cho anh em nha, bán 16 năm. 16.500. anh em nha. Phát xăng rồi quá. Cái này mới đổ. Phát lên rồi. Em đừng lên ra cái nổ liền. Không, không lên. 16 năm anh em nha. Máy móc là còn luôn. Chắc anh chị em coi mà chiếc xe nào mà không nổ máy hoặc là cửa hàng báo vậy, anh chị em nào mà muốn coi chi tiết á, thì các bạn Zalo số điện thoại là 0917390588. Dạ. Bên cửa hàng sẽ gửi video và gửi hình ảnh cho anh chị em coi chi tiết nha. Cách máy cho anh em nghe luôn. Đó, ok nha, trong quá trình quay thì chắc chắn là không thể nào quay kỹ chi tiết nhất có thể cho anh chị các bạn theo dõi rồi. Thì ai mà quan tâm thì cứ kết bạn về trên màn hình, số điện thoại em này trên màn hình nha, nhờ anh chụp hình hay là quay chi tiết lại cho mình. Rồi con này là 16 rưỡi đúng không anh? Đúng rồi, 16 năm. Máy móc cũng còn nguyên luôn đúng không? Nguyên. Rồi còn con kế bên con này sao đây? Cái này là 24 nha anh em, giấy phố, hồ sơ cầm tay. À, rút hồ sơ rồi. Đúng, hồ sơ dưới cốp á, dưới yên. Dạ, có hồ sơ luôn rồi anh chị nha, đời 24. Rồi, bây giờ giá mình để con này giá nó 21 triệu nha anh em. 21 triệu, cái gốc của nó đã là giấy phố rồi phải không anh? Giấy phố. Mình hiểu rồi ha. Ừ. Rồi. Để đạp cho anh em nghe. Đó. Rồi, 21 triệu có hồ sơ sẵn luôn. Ừ. 21 triệu anh em nha, hồ sơ có sẵn. Cực kỳ im luôn, khỏi bàn. Đưa trước 2 triệu là anh em có thể lấy được cái xe này rồi. Mấy xe hồ sơ cầm tay anh em có biển số sớm nha anh chị em. Trong vòng 10 ngày có biển số à. Đặc biệt là anh em mà mua mấy xe mà có hồ sơ sẵn vậy nè, bây giờ mình mua tiền hiện mình về có thể là tự mình ra liền. Nếu mà anh em rồi biết làm á, biết nhập giấy thì trong vòng có thể nói thì nó hơi nhanh, chứ nếu mà sáng mua mà chiều mình biết làm mà có thể ra được biển luôn. Đúng rồi, nếu đi làm luôn nhanh. Còn đưa vô cửa hàng thì đưa vô dịch vụ thì phải đợi chờ nha anh em. Dạ. Thì tầm tuần lễ 10 bữa là sẽ có. Cũng rất là nhanh ha. Rồi kế bên đây là con Raider Sun Cơ nè, biển 59X1 72967, biển số của Thủ Đức ha. Ủa X1 là quận 9 nha. Quận 9 26 đúng không anh? 26. Con này đời 26 nè, tại vì nó có cái khóa từ nè anh em ha. Anh chị em coi chiếc xe nha, cái này là hàng hiếm nha anh em. Dạ. Hiện tại giờ một chiếc Raider Sun Cơ mà tại 10.000 rất là hiếm. Dạ. Khúc trước khúc sau chưa tháo. Chạy 10.000 cây đó, nha anh em. Hiếm nha anh em. Cái xe này là bao tua nha anh em, đúng hồ nha, 10.000 á. Xe nó bọc keo luôn phải không anh? À, dán keo nguyên chiếc. Anh chị em nhìn ốc con tán là biết cái xe chạy bao nhiêu ngàn rồi, nó rất là mới. Máy Ebru anh em mà đã lắm, có 10.000 cây mà không? Ok ha. Rồi. Giá mình để là bao nhiêu chứ anh? 33 triệu nha anh em. 33 triệu. Nó bằng Raider FI nha anh em. Thường là do anh em yêu thích thì thường là những con này nha. Thì nó khoảng là mười mấy 20 ngoài thôi. Nói chung xe mà thường thường thì nếu mà xe mà máy zin mà xe khá thì tầm 22 triệu. Dạ. Còn xe mà rớt rớt thì tầm 17-18 triệu cũng có. Dạ. Nhưng mà tiếng chiếc này thì hình như quá là cọp. Nó hiếm. Nói chung là anh em đam mê chơi thôi chứ cũng không nên so sánh nha. Rồi ok. Cái tiền nào của đó. 33 triệu thì cũng đưa trước 2-3 triệu chắc lấy được đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ đam mê giá nó có cao cao nhưng mà anh em cứ nghĩ đưa trước có 2 triệu là lấy được là quá dễ rồi. Rồi ok, qua đây con Sonic nè. Con này biển Kiên Giang nha anh chị, 68X1-54627 ha. Con này thì đời nào đây anh? Con này là 29. 29. Rồi. Con này bán giá cho nhanh cho anh em nha. 36 triệu nha anh em. 36 triệu. Sonic 29, 36 Sonic triệu. Giờ có 36 triệu đồng mà anh em mua được rồi. Con này có vô cái tay côn kiểu nè ha. Tay côn kiểu nè, với lại bao tay domino gì nè. À, anh em nào yêu thích thì cứ
lấy luôn con này về. Đó, dù anh em nào mà so sánh Sonic với Raider sân cơ mà sao chênh lệch nhau có mấy triệu thì tùy anh em thôi. Anh em muốn cái nào thì chọn cái đó. Đúng rồi, đó. Có hết mà, anh em thích nào lấy cái đó thôi. Kế bên là con Satria nha. Cái này là con Satria, máy zin, bộ đồ cho anh em. Bộ đồ. Bộ e luôn, tăng tốc luôn. Ok luôn, nổ được. Giá nó là 37 triệu 29. 37 triệu 29 nha anh em. Mình hiểu ha. Vâng. Mình này hơi yếu rồi, để anh nấu máy anh em mình nha. Có vô cái bộ độ cho anh em luôn nè. Bản số là 37L2-28872 nha anh em. Có vô bộ e trụ luôn rồi. Bộ e trụ luôn anh em thấy không? Đó, vô bộ độ luôn rồi. Giá là đời, cái đời là anh nói đời mấy chứ anh? 29. Giờ anh để giá bao nhiêu? 37 triệu. 37 triệu Satria nha các bạn. Satria nha, biển số 37 Nghệ An, cũng như là cái vỏ sao đi vỏ Michelin City Road, cặp bánh cặp mâm thì đã sơn lại là màu bạc rồi ha, còn máy móc là mình zin đúng không? Rồi máy móc zin. Rồi máy móc zin. Bên đây là con Raider nha, biển thành phố luôn, 08471. Rồi cho em xin thông tin xe này, này bán giá là 34 năm nha anh em. Con này 34 triệu rưỡi nha anh em. Con này 34 rưỡi ha. Bình nó yếu trơn. Con này rồi. Cũng yếu luôn rồi. Ủa sao không sạc cái bình đi lại? Bình không có ngay, không có bình nào đây được. Cái xe này thường bình nó dễ yếu đó anh em ơi. À, quay chi tiết cho anh em coi ha. Thường cái bình nó yếu với lại cầu chì của nó hay bị tan chỗ này lắm nè. Dạ. Cầu chì nó bị tan á, nó rất là dễ bị dễ yếu lắm, yếu cái ampere nó khó lên đó. Ok nha. 30 mấy chứ anh? 34 năm. Rồi 34 năm Raider nha anh em, đời 2018. Chi tiết xe thì các bạn thấy là còn ok rồi. Bảo hành này chắc 1 năm mới móc. Nói 1 năm thôi chứ vô tư mấy cái xe này nên nó bền dữ lắm. Đặc biệt cái dòng Raider nha, Raider với Satria thì mình nói cục máy của nó cực kỳ bền và im luôn. Tệ dữ rồi. Rồi. Kế bên, con này là con Sonic nè, bản số của nó là 60F2. Kìa, dạ, đúng không? 83966 nè. Con này cặp bánh màu đỏ luôn nha. Con này đúng chính xác là bình yếu nè. Ừ, con này bình yếu. Dạ. Yeah. Rồi. Xe này là cuối 2018 giấy phố 60 Biên Hòa nha anh em. Dạ. Yeah. Giá nó là 38 triệu. 38 triệu hiện tại là xe đang bọc keo nha các bạn. Ủa bọc keo không? Đúng rồi, xe đang bọc keo nè anh em thấy không? Này gửi ra thì không khác gì mới đâu, hiện tại mình thấy nó hơi bị ố ố chứ mình gửi ra là bao mới luôn. Tuyệt vời rồi. Ok nha. Giờ nãy giờ thì mình quay nhanh cho anh em xem cái dòng con tay rồi. Giờ anh em mình lên phía trước ha, quay những cái dòng xe giá thấp cho các bạn nha. Nãy giờ báo giờ con tay rồi, giờ anh em mình ra phía trước cửa hàng luôn, báo những cái dòng xe thấp thấp tiền hơn tí xíu cho anh em mình tham khảo. Nè, bị Việt Nam lên Thái hay Thái thiệt anh? 2010 Việt Nam lên Thái. À, Việt Nam lên Thái, vậy là có FI đúng không? Có, đúng rồi. Nếu 2010 là có. Đây là bản số 75B124849 các bạn, số tiếng luôn ha. Xe này là 15 năm nha anh em. 15 rưỡi. 15 rưỡi. Nè anh em chạy người ta tưởng mình chạy ở B Thái á. Y chang luôn. Từ đâu là 15 rưỡi, 15 năm không chịu nữa. Xe này mà chạy ngoài đường, ta nói bê Thái phải 3-40. Máy thì em ru à? Máy em ru. Mà riêng không hay có làm gì không anh? Không, máy đi. Dạ. Yeah. 15 triệu rưỡi anh em ha. AB210 lên cái dàn đầu Thái. Rồi ok nha. Rồi bên đây là biển số 65 con Janus nè, 28006 anh em. Janus. Con này là mình thấy có khóa smart key luôn nè, nổ máy luôn cho chị em mình nghe. Xe này 2018 đó nha anh em. Dạ. Khóa smart key có cái remote tắt mở nè. Đó. Smart key luôn. Thì các bạn nữ mà nhỏ nhỏ con chạy là tuyệt đẹp luôn. 2018, giá để sau anh. Giá nó 18 triệu nha anh em. 18 triệu. Khóa smart key 18. Các bạn nữ, chị em phụ nữ nào mà lợi thích nó quá rồi mà không đủ điều kiện á, cứ đưa trước 2 triệu là lấy nha. Còn ship xe thì trên 10 triệu là nếu mà khu vực gần gần hoặc là anh chị khu vực miền Tây là anh sẽ bao ship rồi đúng không? Đúng rồi, bao ship. Dạ. Ok nha, không có tính thêm tiền ship. Bảo hành là cứ mấy xe này là cứ 5 ha. Năm rồi, đúng rồi. Dạ. Còn bên đây là con rim lùm Honda ha anh. Rim hồng Honda. Rồi, rim lùm Honda. Giá nó là 7 triệu rưỡi nha anh em. Dạ, 7 triệu rưỡi. Cho anh em cày vừa. Rim lùm Honda 51U1-3815. 7 triệu rưỡi. Xe này là mấy anh mua về đi cày bừa đi làm thì ok nha. Nó máy được không? Chắc được á.
được em đạp cái nữa. Này bao bình đề cho anh em. Máy này chưa gắn bình ấy nha anh em, gắn bình vô là nó sẽ đều bình thường lại ha. Rồi ok nha, giá là 7.500.000 nha các bạn. 7.500.000. Rồi kế bên qua con lít 110 biển 52X3 9702. Đây này em dán tem rồi quay sao? Dạ, lại mình bỏ qua đúng không? Rồi vậy qua cái con quay S 59X1 38837. 38837. Con này máy móc sao mà em nghe em ru vậy? Không, máy móc zin, dàn áo thì tương đối. Dạ. Đó, máy móc chưa làm đó. Ừ. À, 8.500.000. Dạ, 8.500.000. Anh chị mà mua mấy con này về đi làm thì nó rất là bền luôn. Biển Sài Gòn luôn nha, 38837. Bản này là bản cam đĩa hay cam đùm đây ta? Cam đùm. Rồi, còn con này sao đây anh? Rồi, đến chiếc Lia 2018. Dạ. Có sự mắt cây, 2 remote, 2 remote đầy đủ nha anh em. Dạ. Số là 61D187800. Xe này dạ, là ok. Xe này bán với giá là 30.000.000 nha anh em. Dĩ An Bình Dương á anh chị, giá 30.000.000. Này mấy chị phụ nữ được ha. Đây. Remote nè, hai chiều hai remote của nó nè. À, còn cái remote này là bọc cho nó đừng có dơ nè, đừng vô nước rồi ha. Cái này nhanh cho anh em, nếu anh em nào muốn rút hồ sơ thì 500.000 nha. Kế nhanh bên luôn. Ờ, sát bên tại nhanh, tự dạ, đi làm mới rẻ. Hai chìa khóa phụ còn cũng như là hai cái mã để mà mất chìa khóa mình làm lại vẫn có luôn nha. Đầy đủ luôn. 30.000.000 chẳng không anh? Đúng rồi, 30.000.000 chẳng. Rồi nếu mà muốn rút hồ sơ thì thêm mỗi 500.000 thôi, 30.500 là anh em rút được hồ sơ rồi. Còn đây là con Hayate của Suzuki. Này sao anh? Này là máy móc im. Yeah. Im thôi nha anh em. Mấy cái xe này bán là không bảo hành nha anh em. Mấy máy yeah, xe này bán bỏ, bán mấy xe có mấy triệu mà. À, bán có mấy con mấy triệu à. Anh em thấy thích thì mua chơi. Yeah. Còn hư hao thì anh em tự sửa. Nói chung là bán 3.8. Nói thì anh nói như vậy, thật chất mấy cái dòng mà Hayate nó bền mà anh em nó im lắm mà. 55B1 0959 38 ha anh. À, 3.8, 3.8 thôi anh em. 3.800.000 ha. 3.8. Rồi ok. Qua đây. Con Novo 4 của Yamaha. Rồi, sao đây? Rồi xe này là máy em thôi, giá rồi là 5.500.000. Gọi là máy tương đối nha anh em, bán bỏ, bán xả 5.500.000. 5.500.000, biển 84D10479 anh em nha. Camera xuống đây luôn được không em? Mình xuống đây luôn được không? Quay lại cho anh em xem hàng mã số rồi mình vào bên trong lại. Rồi, quay lại cho anh chị coi luôn hàng mã số ha, rồi anh em mình vô trong luôn. 5.500.000 nè, 3.8 nè. 30.000.000. 30.000.000 nè. 8.500.000. 8.500.000. Con này chưa tư, này chưa. Này để 7.500.000. Này 7.500.000 ha. Này 18.500.000 ha, 18. Con này 15 năm. Rồi 15 năm, hàng 10 lên đầu thái anh em ha. Rồi vào trong. Đây là con NBX125. Này 27, số Kiên Giang. 27, bằng số 68X1 59464 nha. 27 chưa. Xe này giá là 22.8 nha anh em. Máy móc cực ngon, im. Khóa máy cây rồi nha anh em. Ừ. Nhầm nha, khóa máy cây rồi. Nhiều chứ anh? 22.8. 22.8. Máy là cực kỳ ngon. Thiệt, im thiệt. 22.8 nha các bạn. Giá 22.8 cho con này nha. Đây em sẽ quay chi tiết cái con xe này cho anh chị mình coi nha. Biển Kiên Giang 22.8. Anh chị mà mua xe thì mua góp cứ trả trước khoảng 2.000.000 là lấy được xe, cũng như là nếu mà mua tiền mặt thì mình lại cửa hàng là mình sẽ còn được giảm đúng không anh? Đúng rồi. Rồi kế bên đây là con xe tơ 155 đây. Con này là màu đen nhám nha anh em. Đây con đen nhám. Ốc tán là còn sáng trưng nè, mình phải quay kỹ chi tiết con này cho anh em mình coi nha. Này là quá mới luôn rồi. Cho mới sao thì nói như vậy. Quay chi tiết anh chị coi giùm mình cái con này coi. Ở đô thì có 1.900 mấy chục cây à. Ốc tán nè, mới tin, quá lướt. Ở đô là 1.965 cây. Anh em nghe máy luôn cái nha. Biển số là 49K1 77084 ha. Rồi. Giá là 4 mấy chứ anh? 44.5 em. Giá 44.500.000. Dưới phố nha anh em. Dạ. 44.500.000. Dưới thành phố. Rồi qua đây con GX
Con này là 44,5 triệu là mình còn bớt mà đúng không? Đúng, có bớt chút lọc lại cho anh em. Con này là quá keng tuyệt vời rồi. Quá mới. Bên đây là con GTX bản S 73H1 35138 GTX S nha. Xe này là đời 2017 dạ, và xe này bán với giá là 34,5 triệu nha anh em. 2017 giá là 34,5 triệu. Đây, motor GTX bản S bản Netbuy ha, 73 Quảng Bình. Máy móc là chắc cũng zin mà phải không anh? Máy móc zin. Mấy cái dòng này thì máy nó trâu bò lắm anh em ơi. Máy Suzuki nó bền lắm. Đúng, cái này chạy bền lắm ha. Dạ, bền lắm anh. Chạy ngon rồi chứ. Cực kỳ bền luôn. Nó chạy R15 chạy này nó khỏe hơn á. Ngồi nó ấy. Không, ngồi khỏe hơn R15 chứ. R15 là thuộc dạng sport thì nó mệt hơn lắm. Chỗ này dẫn mét thì mình ngồi thoải mái hơn. Rồi, kế bên đây là một con AB nha anh em. AB màu trắng. Này là 2016, đi số thành phố nha anh em. Thành phố. Xe này bán với giá là 25 triệu nha anh em. 47 mã là khoát ha. 25 đúng không anh? 25 triệu. Anh em nghe máy thử ok không? Rua ha, 25 triệu. Nãy giờ là không có nghe con nào là máy nha. Máy móc mình tin hết hay sao? Đúng rồi. Dạ. Nãy là có cái con rim Honda phải không? Rim Honda với lại chiếc no đó thấy dạ. Có dấu làm rồi. Ok, còn mấy con này máy im, máy rim. Còn con Basic này có làm gì chưa anh? Không, anh nó chưa nổ máy luôn em. Hôm dịch giờ chưa làm nổ máy luôn. Dạ. Xe này bán là bao cho anh em ngon lành mà. Giá sao? Giá nó là 22,8. 22,8. Ừ. Rồi, ok. Số 62 Long An nha anh em. 62110-3641 nha, 22,8 triệu. Đời nào anh? Cái tiếp là SH150-2018, số thành phố Hồ Chí Minh, khóa sử mắt cây. Giá nó là 79 triệu nha anh em. 79 triệu, biển số 59X1-89812, biển số của Thủ Đức nha anh chị, biển số quận 9 chứ. Số quận 9. Cái gốc là đã thành phố rồi, thì anh em bây giờ mua về nhập thành phố nó cũng rất là rẻ luôn. Không biết thành phố nào giờ về nhập là cái đường 1% hết á. 120 cái này là 150 CBS 23 lên áo Ý, lên khóa smart cây. Giá nó là 65 triệu nha anh em. Dạ. Con này phải không anh? 23. 23 150 lên áo Ý. Lên áo Ý. Rồi 65 triệu nha anh em. 65 triệu. Biển số là 93E111088. Số cặp luôn đó nha, 11088. Biển 93 Bình Phước nha. Cái này thì keng quá keng rồi. Dán keo luôn. Dạ. Tuyệt vời luôn ha. Dán keo luôn nha anh em. Dạ áo Ý. Rồi bên đây, con này là ở thắt Ý đạt luôn. Cái này là phun xăng nha anh em, dạ. 51 triệu. 51 triệu, biển số 59D1-14406. 59 triệu này đời nào đây anh? Cái này là cuối 2005, là một form phun xăng 2006 nha anh em. Dạ. Máy móc thì rớt rồi đó. Rồi 59 triệu đấy. Không rớt hiếm. Cuối 2005, cũng như nó là mẫu 2006 anh em có phun xăng tử rồi. Còn ở thắt Ý mà đúng rồi 2005 mà nó sẽ là không có điện tử phun xăng tử nha. Ồ, cái đơn chưa gắn bình nữa. Còn đây con R15V3. Cái này là 2019 chạy 5.000 nha anh em. Dạ, bao ngon luôn, bao tuyệt vời. Biển 36 Thanh Hóa 77 37489 chạy 5.000 2019. Giá anh để là giá bao nhiêu? Giá 51 triệu em. 51 triệu. Rồi, mấy xe này đưa 5-6 triệu chắc được phải không anh? Không có đưa 10, 5, 5 mấy mà, 5 mấy phải đưa được 10 triệu chứ. 5 mấy phải đưa 10 triệu. Ngân hàng hồ đưa được 4 triệu, được 40 triệu. Ok anh. Rồi, vậy anh em xuống dưới nha. Cái rồi cái tiếp hàng con tay luôn nha anh em. Dạ. Cái này là S50-219 và Winner X 220. Đèn led ba khoang đây. Đây 2019 là led ba khoang nè các bạn. Màu đen nhám nha, biển số đâu anh? Cái này là biển số 95E161881. Giá nó là 30,5 triệu nha anh em. 30,500,000 có móc nhẹ cây bô nha. Anh em mà thích bô rin này gắn cho anh em bô rin nha. Rồi. Thích móc ok. 30,500,000 đời 2019 biển 95 Hậu Giang 61881 1881 ha. Rồi. Còn bên đây là Winner X 2020 bằng ABS yeah. Nha anh em. Có ABS luôn. Tháng 10/2020. Dạ. Yeah. Này 30,5 triệu nha anh em. 30,500,000 bản ABS 23708. Thì chiếc xe thì thấy là rất là mới rồi, khỏi phải bàn cãi luôn. Ok anh em ha. Đó, camera quay cho anh chị coi đi em. Mấy cái này bảo hành nằm thoải mái anh ha. Ừ, mấy cái này thì ok rồi. Rồi, chỉ để cần đưa trước 2 triệu là lấy Winner X được rồi đó. 2 triệu là lấy được Winner X bình thường rồi. Bên đây là con màu đỏ, biển số ở Đồng Tháp 66F1-57745. Xe này là 2018 nha anh em. 2018. Giá nó là 25 triệu. 25 triệu. Con này cái vỏ sau có cái bánh sau có đi cái bánh của Sonic rồi nè anh em ơi. Đúng rồi, bánh Sonic đó. Cái mâm của Sonic này nè, mâm nhỏ rồi ha. 80-90-17 á. Vỏ Michelin City Road luôn. Sao trước đời máy giá nhiêu chứ anh? 28, giá 25 triệu.
2018 giá 25 triệu. 2018 giá 25 ha. Yên này nó có ấy xuống nhau nó nhỏ nhỏ khoảng đó. Cái này chắc cũng có gọt có làm rồi quá. Ừ, có gọt yên rồi. Dạ. Yeah. Rồi ok nha, bên đây là cái tem này sao đây anh? Cái này là 2016. 2016 phải không? Dạ, số là 83. Dán tem lại hả ta? Ừ, dán tem lại. 2016 biển 83 Sóc Trăng Z1 00401. Cái này 23 triệu nha anh em. 23 triệu. Ok ha, 23 triệu. Đổ máy con cho anh em nghe coi. Máy quá im nha anh em. Sáng nhắc cái dàn xe em lau hết dàn xe bụi nó bám. 23 triệu anh em nha. Rồi. Kế bên cũng là một con winner luôn. Con này có vô cái bô đất leo. À 67 42781. 17 này, xe bán giá 25 triệu nha anh em. 25 xe triệu. Đẹp lắm. Cái bánh nhẹ rè ha. 25 triệu. 27. Con này có vô bao tay Spider nè, cũng như là có vô cái tay côn tay thắng kiểu nè ha. Cho anh em nghe máy luôn. Con này vô cái bô đất leo chạy sướng nha anh em, nghe tiếng bô phấn khích. Cái bô đất leo này chạy phấn khích lắm. 25 phải không anh? Ờ đúng rồi. 25, 25 rưỡi gì mới nói đó. 25. 25. Rồi con Winnie X này. Cái này 2019, giá dạ. Nó 28 triệu nha anh em. 28 triệu, 66V1 63444 nha. Winnie X đỏ camo, biển Đồng Tháp. Rồi, bên đây là con đời 2018 biển 78 Phú Yên E1 42069. Này 25 triệu độ đồng hai chiếc nha anh em. Hai chiếc. Chọn lý nào chọn? Một chiếc là biển số 69 và một chiếc xe biển số 78. Dạ. Anh em thích chiếc nào lấy chiếc đó. Con Phú Yên, con Cà Mau á. Ừ. Rồi, xách con nào mình lấy con đó nha. Đổ đồng nha là 25 triệu hết. Đều là đời 2018 hết nha anh em, màu đen nhám hết. Anh em nào mà ở Phú Yên thì mua xe 78, còn anh em nào 69 thì mua Cà Mau mua 69, nói chung vậy đi. Ok ha. Chất lượng nó từ từ giống nhau. Cái con biển 69 này, biển Cà Mau này có gọt cái yên thẳng nè, làm yên thẳng nè. Rồi. Anh em mình ra phía sau nha. Ở ngoài đây có cái con Win Trung Quốc nữa nè. Rồi, con Win Trung Quốc này vô bánh mâm này sao đây anh? Xe này máy móc êm lắm nha anh em, bán giá là 6 triệu. 6 triệu. Win Trung Quốc có vô bánh mâm ha, giá 6 triệu đồng. Này là mình để sát tay quá mà không có đạp mà nổ được, được nổ máy cho anh em nghe ha. Không mà máy im ru à. Máy im anh em nào mà ví dụ như thích nhắc lại với anh em là anh nào mà thích chiếc xe này mà chưa có nghe máy hoặc là chưa có xem chi tiết á, tại vì anh em quay cũng đâu có quay chi tiết được đâu. Thời gian nó có hàng thôi. Thì cứ kết bạn Zalo, số điện thoại là 0917390588, bên cửa hàng sẽ gửi hình ảnh video cho anh em coi. Rồi ha. Ok anh. Rồi hàng dưới này anh em mình quay tới con AB125 này anh em ơi. AB125 màu trắng ha. Cái này đời nào anh? 2016. 2016. Biển số là 68 Kiên Giang. Bán với giá là 25 năm nha anh em. 25 triệu rưỡi nha anh em. Cái này sao 68 Kiên Giang ha. 68D1 32067. Rồi chắc chưa đá trống hả? 68D1 32067 nha anh em. Cái này hết xăng rồi. Hai mấy anh? 25 năm. 25 triệu 500 ngàn. Màu trắng đẹp anh em nha, AB. Còn đây là con Novo 5. Con xe này là hiện tại giờ có nhiều cửa hàng bán có 9 triệu rưỡi 10 triệu nha anh em. Dạ, nhưng mà cái xe này bán giá 12 năm. Đào bọc keo nè anh em thấy không? Xe này nó đẹp lắm. Đào bọc keo nè. Biển số là 84 Trà Vinh nha anh em. Rồi, hết xăng. 12 triệu 500 ngàn cho con Novo 5. Con này thì dàn áo mình thấy là đang bọc keo hết á nha. Thì anh em về gửi đó, ở phía sau có lột ra mới tin nè. Còn phía trước là còn, phía sau nó mới, cực kỳ mới luôn. Biển 84 Bạc Liêu E1 50206, 12 triệu rưỡi nha các bạn. Ok nha. Máy móc là riêng phải không anh? Ừ, máy móc riêng im cho anh em. Rồi, ok anh. Kế tiếp một chiếc sáp ở thác Đài Loan nè. Ở thác Đài Loan. Đây, một chiếc sáp biển số 54H4 3741. Ủa, đó, máy nó im dữ ta. Dòng này nè, nó im lắm. Im mà, ít em im mà. Con này đang dán tâm trầm nguyên con 9 triệu rưỡi nha anh em. Dạ, 9 triệu rưỡi, con này đang dán trăm trầm nguyên con. Mày chắc gỡ bình hả ta? Có mà không, rất đồ bình thường mà. Có, chưa một khóa thôi. 9 triệu rưỡi anh em ơi, 9 triệu rưỡi là có thắt Đài Loan chạy rồi ha. 625, dán xe rất là to, máy xe này nó im lắm. 9 triệu 500 ngàn, biển 54H4 3741, đang dán keo trùm.
anh em nào không thích giao trùm về mình có thể tự lột luôn, rất là dễ ha. Rồi 9,5 triệu. Còn đây là con AB125, biển số là 73E1-20673. Con này là phá lớn tìm xe nè, không biết là đời mấy ta. Coi đời mấy anh Hoàng Anh. Con này cái nào cái đó 20, ủa này 2024 nữa. Có phá lớn tìm xe còn xài được, anh em bấm là còn cháy đèn luôn nha. Còn tìm xe được bình thường. Để em nổ máy anh chị mình nghe coi con này sao cái này. Rồi ha, 125, anh em thường cũng thích cái mẫu đời này lắm. Máy nó im hơn mấy đời mới. Biển 73 Quảng Bình 20673. Giá mình để nhiêu anh? Xe đó em, xe đó giá, xe này thôi, giá 20,5. 20,500,000 ha, 20,500,000, màu đen, đen xám. Bên đây là con Ly 125, biển số Đồng Nai các bạn, 60B8-58646. Xe này đời 2015 nha anh em, đen, giá 19 năm. Đời 2015. 125 luôn, giá 19,500. Chị em nào mua về thì chạy ok nha. Cốp của Ly rất là rộng luôn. Rồi bên đây con AB này tiếp tế, tiếp tiếp là AB 2016, 61D1-72183, Dĩ An Bình Dương. Dĩ An Bình Dương, xe đẹp lắm anh em, giá 26 triệu nha. 26 triệu anh chị. Máy im nè, em bấm cái lên luôn nè. 26 triệu đồng á anh chị. Rồi 26 triệu nha. Máy móc mình còn nguyên hết phải không anh? Ừ, máy móc cái này máy riêng hết á. Rồi 26 triệu anh chị. Em đọc lại bảng số nha, 61D1-72183 nha, Dĩ An Bình Dương. Rồi anh em mình tiếp tục qua tới con AB luôn, màu đỏ cũng đen 26 luôn nha anh em, cũng đồng giá luôn á. 61E1-27503. 26 luôn. Rồi, ok, giá cũng bằng con kia luôn phải không anh? Bằng luôn. Rồi, hai con, hai màu. Thích con nào mình lấy con đó nha. Rồi một con biển số Dĩ An Bình Dương, con này cũng 61F1, không biết của huyện nào đây. À cái này 61F1 hả? Yeah. Của nào ta? Tân Nguyên cái gì ta? Tân Nguyên là E1 à nha. Tùng Lâm không nhớ, Bình Dương anh không nhớ đó. Dạ, yeah. Đây Vision màu trắng anh chị, con này biển 38 Hà Tĩnh C1 35114 nha. Xe này là khóa chìa 29 nha anh em. Dạ, khóa chìa 29. Cài 10.000. 10.000. Giá nó là 23 triệu. 10.976 cây. Giá anh để có 23 triệu à. Đời 29, đời cao. Bá chè ha. Rồi. Anh em mình ra phía sau nha các bạn. Tiếp tục mình ra phía sau. Ở phía sau mình thấy có fuel nail nè, quay RX nè. Quay Blast. Quay Alpha 100. Đây, con quay Alpha 100 màu đỏ nè. Quay Alpha 100 biển số là 74 Quảng Trị nha anh em. Máy móc im cực kỳ. Bấm phát lên. Ừ, máy móc im cực kỳ. Zin. Ok ha. Rồi xe này bán giá 10 triệu nha anh em. Máy 10 triệu. Garanti đang nổ thì thầm luôn nè. Tuyệt vời ha. 10 triệu anh. 10 triệu. 10 triệu chẳng nha anh chị ha. Rồi kế bên là một con cái con quay Blast. Anh em thấy không? Có nhãn năng lượng mới luôn kìa. Ờ năm lượng là 220 á. Dạ. Năm nay xe cài đúng sát 4.000 nha anh em. Biển số là Bình Dương 61D2. Đó, xe này bán là 14 năm. Ốc tán này kia thì khỏi cần phải bàn rồi. Nói chung là như xe mới á. Giá 14,5 triệu. Ở đô 4.604 cây. Rồi. Nó quá mới rồi. Tuyệt vời ha. Con này là chắc là sạc bình phải không anh? Không có, nó có remote này mà. Cái này bật xài remote gì á. Ờ có remote nữa hả? Này bật cái này lên rồi. Wow. Nó cứ xài sao đây không biết. À, được rồi. Được rồi. Máy này phải kiểm tra. Dán keo nguyên chiếc luôn. Máy em ru các bạn ơi, đã lắm. Xe đâm bọc keo luôn nè các bạn thấy không? Mua mấy xe mới đi, mua mấy xe này anh đỡ được mới tiền á. Ok không? Xe này xe mới giờ gắn ba đồ vô ba cái chống trộm cũng mới tiền. Rồi, kế bên. Con quay RX bằng số 83B3-76712. Xe này bán 16 năm nha anh em. 16 năm. Là 2018 mà bánh mâm thân đĩa. Dạ. FI nha anh em. 16 năm. Mâm đĩa FI 16,5 triệu ha. Biển số 83B3-76712, biển số của tỉnh Sóc Trăng anh em nha. Con này chắc là các bạn nam chạy rồi, cứ gắn cái chống đổ phía trước rồi cái mão ở trên cái đầu đèn. Rồi cái chống đổ nữa ha. Rồi những cái đầu để chân này để gắn nhựa cao su màu vàng vô rồi. Rồi bên đây. Rồi tiếp là một chiếc Fuel Nail 207, này là xăng cơ nhưng mà giòn nguyên con nha anh em. Yeah. Cái tiền giòn thì rất là nhiều rồi.
thay đồ chính hàng không. Thứ nhất, thứ hai nữa thì cái biển số nó là 6878. Và cái giá em bán là cũng 268 luôn. 268 luôn. Biển số thành phố luôn nha anh em. Máy đã ha. Đó, cái này dành cho anh em đam mê chơi số nha anh chị em. Còn anh em nào mà muốn mua giá rẻ thì mua biển số khác. Rồi. Ok nha. Dọn nguyên con full từ trong ra ngoài luôn. Đời 2007 bình xăng con. Giá 26 phải không anh? Đúng rồi. 26 triệu. Vẫn có thể hỗ trợ trả góp bình thường. Đưa trước 2 triệu là lấy nha anh chị ha. Còn đây là con quay RS. RSX nè. RSX 110. 100 chứ. 100 đúng không? 100 em nhầm. Biển số Thủ Đức anh chị, 59X2, 53392 ha. Xe này là ngay chủ ký giấy, nếu mà không ngay chủ ký giấy là tầm 8 triệu, cái này ký giấy là 9 triệu nha anh em. 9 triệu, cam đĩa nha anh chị. Xe đang cam đĩa, máy móc rin phải không anh? Máy móc rin êm lắm. Cam đĩa nha. Để anh nổ máy cho anh em mình nghe luôn. Êm lắm nha anh em. Máy cực kỳ êm luôn. Khỏi bàn cãi nha. Rồi ok. Anh em mình qua bên đây, con quay ớt 110 nè. Con này biển số 61Z1 5918 ha, biển số rồi. Của Bình Dương. 8 triệu rưỡi nha anh em. Con này 8 triệu rưỡi. Chắc đi được á. Anh em gây garanti nha. Này garanti anh em nha. Thì thầm ha. Rồi ok. Xuống phía sau có cái con cúp. Cúp chút quay sau đi. Và quay sau mình sơ qua mấy cái này nữa rồi. Quay cái cúp. Cúp đẹp ha. Đây, Mio Lexico. Mio Lexico của Yamaha nha anh em. Mấy xe này mấy bạn nhỏ nhỏ con chạy đẹp lắm nè. 8 triệu rưỡi nha anh em. 8 triệu rưỡi. Mio số Lexico. Là 60 Đồng Nai. Mấy này xe này anh tháo bình hết rồi. Dạ, Mio Lexico 8 triệu rưỡi. 60U7 6724. Rồi, cái bên là cái con Li 209. Ủa, này này 209 á. Dạ, cốp y nha anh chị nha. Cũng 8 triệu luôn nha anh em. 78 Phú Yên B1 6905. 8 triệu hả anh? À, 8 triệu luôn. 209 8 triệu đồng, cốp y luôn nha các anh chị. Con này là một chiếc xe Piaggio Jeep. Dạ. Biển số là 54K47509. 8 dạ. triệu luôn nha anh em. 8 triệu luôn, ba con rồi. Chung máy móc là ngon lành nha anh em. Còn con biết trong anh con này là cái lít là 9 triệu nè. Xe này đẹp lắm nha anh em. Dạ. Bóng đẹp. Con lít 9 triệu nha anh em. Máy là cực kỳ im ru. 9 triệu. Rồi ok ha. Biển số là cái lít là biển số 84 nha anh em. 84 là của Trà Vinh nha. Rồi ok. Ra phía ngoài camera. Quay kỹ cho anh em coi cái con cúp này nha. Con này dọn mới đẹp quá trời luôn nè. Chi tiết rất mới luôn. Chìa khóa mới rồi hết luôn nè. Cúp giòn, tiền giòn không nhiều lắm nha anh em. Dạ. Tiền giòn nguyên chiếc này cũng 5-6 triệu rồi. Xe này bán với giá 8 triệu rưỡi. Này chắc 81 quá thôi. Không, cái này không phải 81 đó. Cái này cái gì á, đa văn gì đó, xăng văn gì đó. Đây anh em nha. Được cái máy êm. Dạ, đi nổ máy đủ nha anh em. Để mình nổ máy cho anh em nghe. Đây, nổ máy nha. Sao vậy? Lên gãy thôi. Tìm mấy, mấy hôm rồi mới nổi nhẹ lắm đó. Đây đó. Đây. Máy cực kỳ êm nha anh em. Rồi, nghe ga lại nha. Cực kỳ êm luôn. Đó, máy anh em nghe đã không? Ok. Con này giờ anh để là giá nhiêu vậy anh? 8 triệu rưỡi em. 8 triệu 500 ngàn. Tại cái xe này tiền giòn nhiều lắm nha anh em ơi. Dạ. Giòn một chiếc xe vậy là hết 5-6 triệu là bình thường. Chi tiết hơi bị đẹp á. Quay câm bọng đùm liền rồi cho anh em coi. Quá mới luôn. Ok ha. Rồi ok anh. Rồi. Mình quay cái con 67 này nữa. Rồi sơ con 67 cho anh em coi cái luôn đi. Cái bánh mâm luôn nha anh em. Xe này là đầu lòng rim Thái. Dạ, biển Đồng Tháp rồi. Nha. Số khung số máy là chuẩn nhanh cho em. Dạ. Bán với giá là 12.8. 12 triệu đi nó coi đầy đủ luôn. Đồ nó cứng cáp lắm. Ok anh. 12 triệu 800. Có cái đồng hồ này giống như cà phê laser anh em ha. IC nha. IC nè. Đầu lòng rim Thái 97 là hơn 100 rồi nè ha. Mình xem tay rồi nè. Rồi ok. Quay lại hết tất cả các xe cho các bạn anh chị theo dõi đi em. Đó, trong quá trình quay mà anh chị các bạn nào mà còn thắc mắc thêm chưa có rõ thì mình cứ
nhắn tin hoặc gọi điện về cho cửa hàng theo số điện thoại mà Ngô Nguyễn đang để trên màn hình cho các bạn ha. Rồi, còn giờ thì xe thì cũng đã quay hết cho các bạn anh chị theo dõi rồi. Đặc biệt là có cái con xe này nè, đó. Đời 2012 mà xuống áo 2010 giá có 18 triệu à. Các bạn chạy chiếc xe này ra đường người ta nghĩ mình là chạy F210 là 3-40 triệu không á. 210 giờ cao ha. Đúng rồi, ba mấy 40. Có cái chiếc đề tôi bán 4 mấy 5 mấy luôn. Dạ. Mà chiếc này nó xuống cái đầu nhỏ giống như xì bắt vậy anh em. Rất là đẹp luôn. Hôm bữa anh có chiếc xe hôm bữa định quay chưa thì quay á. Dạ. Anh kia nó vô mua luôn, hồi dọn định dọn sơ lại cái. Dạ. Thôi thì về bán đi. Dạ. Bữa nhớ anh có con nào mà như 4 mấy đúng không? 210, ừ, bán rồi. Bán rồi. Rồi ok, còn bây giờ nhờ anh nhắc lại giùm em mấy cái trả góp rồi chuyển xe rồi bảo hành này kia ha. Trước khi kết thúc video thì bên cửa hàng giới thiệu cho em là về chế độ bảo hành á, thì bên cửa hàng sẽ bảo hành cho anh chị em từ 6 tháng tới 1 năm thì xe tùy chất lượng. Đó. Thứ nhất, thứ hai thì bao ship cho anh em những cái xe trên 10 triệu. Dạ. Rồi trả góp thì chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu và đặc biệt là anh em mua góp thì phải là cửa hàng nha. Đúng rồi. Làm hồ sơ và là cửa hàng làm hồ sơ chứ không có làm online được. Nói chung nhắc với anh em vậy. Ok anh. Rồi anh em mình kết thúc chương trình thôi. Đặc biệt là 30 triệu quay về anh em chỉ cần có 2 triệu là mua góp được. 40 triệu đưa trước khoảng 4-5 triệu, còn nếu mà trên 40 triệu thì mình cứ lấy cái giá tiền xe mình trừ 40 triệu sẽ bằng cái số tiền mình trả trước nha anh chị ha. Rồi anh chị các bạn có thắc mắc thêm cứ gọi về cho số điện thoại cửa hàng là 0917390588. Địa chỉ là 51 đường số 5, khu phố 2, Linh Sơn, Thủ Đức nha. Còn giờ Ngô Nguyễn cũng như anh Hoàng Anh chủ cửa hàng cảm ơn và xin chào mọi người, hẹn các bạn cô chú chị video sau nha.